115 dâng hương tưởng niệm nhật niết bàn vua Trần Nhân Tông. Bồi hồi sao xuyên trong lòng ngày vui đại lễ còn mong đến mi rồi. Đại đức thanh hiền tùng nghiêm, đại đức thanh hiền cơm chay chuẩn đi đinh linh thật toi. Làm lễ cầu cho toàn dân, làm lễ cầu cho ý toàn dân hạnh phúc ấm no, ấm no hạnh. Con em các xã bấy nay chăm ngoan học giỏi thật hay nên người không thể làm xấu trên đời. Không thể làm xấu trên đời cờ bạc nghiến nút mọi người tránh đi xa hạnh phúc công nhận huyền nhà. Thành phố công nhân huyện nhà Long Bôn đổi mới huyện ta mạnh giàu nhân dân cán bộ về nhau. Nhân dân cán bộ bên nhau đồng lòng đoàn kết làm giàu quê hương. Ai tiến thân tâm niệm Phật.